Thưa quý vị, ngay sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trước U23 Timor Leste trong trận bán kết giải U23 Đông Nam Á và chiều tối ngày hôm qua 24 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng, khen ngợi, biểu dương đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, nhất là do dịch bệnh, nỗ lực giành chiến thắng để góp mặt tại trận chung kết. Thủ tướng nhấn mạnh chiến thắng này đã thể hiện tinh thần nghị lực ý chí kiên cường, quyết tâm vượt khó và không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn nghịch cảnh của người Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc các cầu thủ sẽ tiếp tục nỗ lực và phấn đấu để đạt được nhiều thành tích hơn nữa. Trước mắt là mau chóng hồi phục, chuẩn bị mọi mặt tốt nhất cho trận chung kết sắp tới.